Kính mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Về quê của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, cả nước từ vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa hay ngay giữa đô thị đang từng ngày phát triển sôi nổi nhộn nhịp thì đằng sau vẫn có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, yếm thế cần được bao bọc sẻ chia. Họ là những người cao tuổi, neo đơn, những gia đình chính sách, người khuyết tật. Vừa qua thì Quỹ Tấm Lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam cùng với các đơn vị thiện nguyện tiếp tục đã có một chuyến đi ý nghĩa đến với phường Thái Thịnh, thị trấn Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Kinh Môn là vùng đất bán sơn địa nằm cuối tỉnh Hải Dương. Từ cấp huyện mới lên thị xã gần 2 năm qua, nơi đây đã phát triển nhanh chóng từ cơ sở hạ tầng đến đời sống kinh tế, văn hóa xã hội. Đó là kết quả từ sự nỗ lực quan tâm của lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các cấp và sự đồng lòng của người dân trên mảnh đất truyền thống chịu thương chịu khó, quật cường. Dù vậy, vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, yếm thế trên địa bàn, đặc biệt ở vùng nông thôn cần sự hỗ trợ, sẻ chia. Hôm nay, 41 hộ nghèo của phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã nhận được sự quan tâm chia sẻ từ Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam với sự đồng hành của Tập đoàn Amway Việt Nam. Những phần quà đã động viên khích lệ tinh thần các hộ nghèo trên địa bàn phường có thêm niềm tin, động lực để vươn lên thoát nghèo. Các hộ nghèo của địa phương cũng đã được nhận cái sự quan tâm về vật chất tuy nhỏ nhưng mà đã khích lệ rất lớn đến tinh thần để tạo điều kiện cho các hộ có cái điều kiện sớm thoát nghèo mà vươn lên hơn nữa trong cuộc sống. Những hoàn cảnh khó khăn nơi đây chủ yếu là người dân không có vốn sản xuất, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn, sức khỏe và khả năng lao động suy giảm. Tôi được nhận xuất quà của chương trình, tôi cảm ơn cơ quan ủng hộ chúng tôi, động viên và hỗ trợ cho gia đình tôi để sinh sống hàng ngày. Đây là những cái phần quà vừa bằng tiền mặt vừa bằng hiện vật để những cái hộ gia đình nghèo có thể mua được con giống, có thể có sinh kế để làm ăn và dần dần thì có thể ổn định được và vươn lên ở trong cuộc sống. Và tham dự chương trình thì chúng tôi cảm thấy rất là tự hào, tại vì những cái nỗ lực, những cái cố gắng của chúng tôi mỗi ngày thì đều đang góp phần để xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh hơn, ngày càng tươi đẹp hơn. Nhiều năm qua, người dân phường Thái Thịnh vẫn dành nhiều thương cảm cho gia đình bà Trần Thị Gái, người đàn bà chân yếu tay mềm lại là trụ cột của cả gia đình gần 10 nhân khẩu. Cả nhà ba thế hệ thì đã có 4 người khuyết tật vì ảnh hưởng chất độc da cam. Dù là lao động chính nhưng bà Gái đã tuổi cao sức yếu vẫn phải gồng gánh cả gia đình với thu nhập bấp bênh, ít ỏi từ nghề nông. Gia đình dân tộc Mông Sao Cam cũng khó khăn lắm. Thân của mình phải nuôi ông ấy, giờ các con này yếu không sao được. Tôi cảm ơn công trình giúp đỡ gia đình chúng tôi. 20 năm, bà Gái đã thấm thía đủ mọi vất vả cơ cực với 3 người con khuyết tật, sức khỏe yếu. Động lực vươn lên của bà không ở đâu xa, mà chỉ ở tình yêu thương gia đình, từ sự chịu thương chịu khó và từ vòng tay chia sẻ của cộng đồng. Những phần quà nhỏ của chương trình đã mang theo tình cảm chân thành, sự động viên tinh thần với các hộ nghèo. Với gia đình bà Đinh Thị Biên cũng vậy. Tôi nhận được quà của chương trình khi tôi rất xúc động và tôi rất vui mừng. Bây giờ già rồi thì không làm được. Lại tuần đình này, tim này, dạ tràng này, dạ dày này, năm bệnh năm khổ lắm. Tuổi cao sức yếu, sống một mình trong căn nhà nhỏ đơn sơ, bà Biên lại mang nhiều loại bệnh của tuổi già, không có thu nhập ổn định, quanh năm chỉ sống với thuốc thang và ít rau, ít gạo được sẻ chia từ làng xóm xung quanh. Trong những năm qua, mặc dù được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương, nhưng gia đình bà Biên vẫn là hộ nghèo, rất cần sự quan tâm của xã hội. Câu chuyện của bà Biên, bà Gái hay 41 hộ nghèo ở phường Thái Thịnh là những mảnh ghép trong bức tranh về sự khó khăn cơ cực của rất nhiều người dân trên cả nước, từ vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa hay ngay giữa thành thị. Vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời yếm thế cần sự quan tâm,
chung tay góp sức sẻ chia từ cộng đồng. Vâng thưa quý vị, những hình ảnh của phóng sự vừa rồi đã mang đến thông điệp về sự chia sẻ, yêu thương, tương thân tương ái đang không ngừng lan tỏa trong cộng đồng. Mọi sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành với chương trình, xin hãy liên hệ Quỹ Tấm Lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 đường Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.